Thật xin chào các bạn. Cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này sau nhiều năm sử dụng thì cái đường ống PFR của nó bị lão hóa, cho nó dẫn tới cái tình trạng là nó bị mục đường ống rồi bị nước nó bị xì nhá. Cái đường ống PFR này, đây cái đường ống cũ của nó nhá. Đó. Sau nhiều năm sử dụng thì cái ti bằng inox này này nó bám rất là nhiều dỉ sét này. Còn cái đường ống cái co răng này nó bị lão hóa này. Cho nên lúc nãy là nước nó bị xì ở cái chỗ này nhá các bạn. Đó, đây là cái chính là cái ống thông hơi. Nước bị xì ở chỗ này cho nên là chủ nhà gọi qua sửa chữa để thay thế cái đường ống nước nóng PFR nhá. Cái ống cũ ngày trước á, cái ống của nó là màu trắng này. Cái ống màu xanh với màu trắng này là cái ống bình thường, nó không có chống lão hóa được. Thì lát nữa thợ kỹ thuật bên mình sẽ thay bằng cái đường ống màu đen nhé. Đây mình cho các bạn thấy cái xem cái màu ống màu đen này. Đây là cái đường ống dẫn nước nóng PFR loại tốt nhất thị trường hiện nay, là cái ống UV màu đen này. Thì cái ống này là cái chiều dài của nó là một cây của nó là 4 mét này. Đó. Cái ống này là phi 25 nhá. Thì cái cấu tạo là bên ngoài nó là lớp màu đen này, là cái loại UV, nó có thể chống tia nắng nó rất là bền nhá. Xài là nó lâu bị lão hóa, xài bền. Thì bây giờ thợ kỹ thuật sẽ thay cái đường ống mới này nhá, thay cái đường ống cũ đã bị lão hóa. Đây là cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này. Đây là cái phần ống nước nóng dẫn xuống này. Ống ngoài trước màu trắng này là cái ống thông thường, mình sẽ thay bằng cái ống màu đen nhé các bạn. Đây là cái ống cũ của nó bị lão hóa nhé, thay bằng cái ống màu đen này. Keo lộ là phải keo này không anh? À đúng rồi anh, chính xác, bù rồi anh. Dạ có, còn cái cây sắt thì vợ xuống kêu lấy lại cái này. Được anh, dạ được. Thế được anh. Làm đi chạy đi mua. Dạ được anh. Đây là cái máy hàn nhiệt này. Thợ sẽ hàn dùng cái máy hàn nhiệt nhé, chứ không dùng keo. Rồi. Bỏ máy hàn. Cái ống cũ này nó bị lão hóa này. Đó. Nó bị lão hóa này, đấy cạm bột này. Lão hóa nhá. Cái ống này bây giờ mình bỏ này. Đó. Mình thay bằng cái ống màu đen này. Ống màu đen là cái ống mà chống UV ngoài trời rất là tốt nhá. Thì có cái đoạn này này. Cái đoạn này là ống cũ của nó này. Thì thợ kỹ thuật dùng cái ống 27 để mình che lại cho nó chống nắng cho nó tốt nhá. Đó. Đây là cái phần nước nóng đi xuống này. Cái màu đen này cái thợ là mới thay cái phụ kiện mới nhá.
Đây là cái ti bằng cái inox này. Lát thợ sẽ thay, đây thợ lát sẽ thay bằng cái đầu răng màu đen này nhá. Màu đen này rất là bền. Như cái cũ của nó là màu xanh này, màu xanh này thì nó không chống lão hóa được, còn cái màu đen này nó chống lão hóa ăn nắng ngoài trời tốt, rất là tốt này. Đấy, như cái cũ của nó là nó bị mục này. Đấy, bị cạo mục nhá. Nát cái này mình cũng thay luôn nhá. Thay bằng cái màu đen này các bạn. Này, thợ kỹ thuật đang hàn cái đường ống mới nhá. Đó, như vậy là các bạn thấy này, đây là cái đường ống nước nóng mà thợ mới thay nhá. Còn cái đây đường ống cũ của nó này. Đó, đây là cái đường ống cũ của nó. Còn đây là cái đường ống màu đen là đường ống mới nhá. Cái van này cũng là cái van UV chống lão hóa nhá. Đây, van 2 năm để khóa lại này. Đấy, thợ đã đấu nối xong nhá. Như công trình này á, có xài cái máy bơm tăng áp này. Đây là cái bơm tăng áp của cái phần bên nước lạnh nhá. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới cái máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nếu mà bình thường cái đường ống nước nóng đi xuống này ấy, thì không cần cái van một chiều này nhá. Nhưng mà trong công trình này á, bắt buộc phải xài. Bởi vì là công trình này có xài cái máy bơm tăng áp của nước lạnh này. Nếu mà mình mà không xài cái van một chiều ấy thì nước nóng nó sẽ bị trào ngược trở lại, rồi qua ống thông hơi nó bị trào nước nhá. Cho nên mình xài cái van một chiều này để nó khi băng bơm tăng áp nó bật lên á, nó nước nóng nó bị trào ngược thì cái van một chiều này nó có tác dụng là chặn lại, không bị làm cho nước nóng bị trào nhiều. Ở đây là cái phần ống thông hơi nhá. Thợ kỹ thuật đang làm này. Tất cả ống thông hơi là nhớ là phải đi thẳng lên trời nhá, không được đi cong, nó sẽ bị ngộp hơi. Hả? À? Mở nước đúng không? Đây mở nước nặng cấp rồi. Hàn xong chưa anh? Còn cái phần kìa ống này hết hai cây chưa? Ở thế thôi. Này đây đây là cái ống thông hơi thợ mới làm xong này. Đó.
Như vậy là thợ kỹ thuật đã thay toàn bộ xong cái phần ống nước nóng, thay bằng cái ống cũ rồi nhé. Thay toàn bộ cái ống cũ bằng cái ống mới này, cái loại tốt nhất rồi nhé. Đây mình kiểm tra này, cái đường ống nước nóng thợ Hàn này. Đây là đường ống nước nóng dẫn xuống này. Đó, đây là ống mới nhá. Ống mới màu đen này. Còn cái ống cũ, đây là cái ống màu trắng này, cũ này, bỏ này. Đấy, thay toàn bộ bằng ống màu đen này. Rồi đi tới đây, đi tới đây là bắt đầu mình xuống hộp ghen rồi nhá. À, đi xuống hộp ghen để mình xài đó. Như vậy cái công việc mà thay cái đường ống nước nóng PCR đã được thợ làm hoàn tất rồi nhé. Nếu các bạn thấy thông tin này hay và hữu ích, các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào.